Thưa các bạn, lái xe trên đường là một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị, đúng không nào? Tuy nhiên, trên thế giới có rất nhiều con đường thách thức sự gan dạ và lòng dũng cảm của tài xế. Đây chính là lý do tại sao ngày hôm nay, kênh Daily AZ liệt kê danh sách 5 con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng khám phá nhé! Số 5. Đường cao tốc Karakoram, Pakistan. Đường cao tốc Karakoram là một trong những tuyến đường nhựa dài nhất trên thế giới. Chính phủ đã đặt tên nó là cao tốc hữu nghị bởi nó là tuyến đường kết nối giữa Trung Quốc với Pakistan, chạy băng qua dãy núi Karakoram. Hơn 140 công nhân đã hy sinh trong quá trình xây dựng con đường này. Con đường luôn phải gánh chịu những cơn lũ quét nguy hiểm và thậm chí đoạn đường thuộc lãnh thổ Pakistan còn không được trải nhựa bằng phẳng. Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng nó vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi các nước trên thế giới. Nếu bạn là người luôn sẵn sàng cho mọi thử thách, cao tốc Karakoram là một gợi ý hấp dẫn dành cho bạn. Số 4. Đường cao tốc Yelmatan, Alaska. Đường cao tốc Dayton ở Alaska kéo dài từ cao tốc Elliott phía bắc thành phố Fairbanks tới khu vực Dehow gần biển Bắc Băng Dương. Thoạt nhìn, chúng ta chưa thể đánh giá được độ nguy hiểm của con đường này. Con đường đầy rẫy những ổ gà khắp khểnh. Chúng được tạo ra bởi những viên đá bị gió thổi bay tới từ những nơi xa xôi. Bởi vậy, ban đêm bạn không nên đi vào con đường này. Con đường này được đặt tên theo tên của ông James William Dayton, một trong những kỹ sư đầu tiên tham gia vào quá trình thăm dò các mỏ dầu mới ở vùng địa cực. Số 3. Đường hầm Guolian, Trung Quốc. Đường hầm Guolian được thiết kế dọc theo và xuyên qua tâm một ngọn núi ở Trung Quốc. Đường hầm được xây dựng từ năm 1977, nhưng không có nhiều phương tiện qua lại bởi sự nguy hiểm của nó. Con đường nguy hiểm này được hoàn thiện trong vòng 5 năm. Điều đáng quan tâm nhất là việc xây dựng đường hầm Guolian chỉ cần huy động 13 người dân, sử dụng 4.000 chiếc búa, 12 tấn sắt và rất nhiều búa đục. Và kết quả thì thật đáng kinh ngạc phải không nào? Số 2. Đường Bắc Yungas, Bolivia. Con đường Bắc Yungas ở Bolivia hay còn được biết đến với cái tên con đường tử thần là một con đường vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nó được đánh giá là con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Theo ước tính, có khoảng 200 đến 300 khách du lịch tử nạn hàng năm trên con đường này. Nghe có vẻ quá sức tưởng tượng của bạn phải không nào? Con đường tử thần này còn được đặt biển báo chữ thập tại tất cả các điểm xe cộ từng bị lao xuống vực. Tai nạn này thường xuyên xảy ra đối với các xe buýt và xe tải, đặc biệt là khi các phương tiện này tránh nhau. Số 1. Hẻm núi Skipper, New Zealand. Con đường Skipper Carrion ở New Zealand có khổ ngang vô cùng hẹp, được tạo thành bằng cách cắt chẻ sâu vào tâm núi từ mặt nghiêng vách đá. Để được phép đi trên con đường nguy hiểm này, tài xế cần phải có giấy phép đặc biệt. Và dù cho bạn được cấp phép thì vẫn luôn phải chuẩn bị tinh thần thật vững cho mỗi cuộc hành trình đầy nguy hiểm trên con đường này. Thách thức lớn nhất là việc bạn va phải một xe khác từ chiều ngược lại. Chẳng có gì tồi tệ hơn khi bạn rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Và câu hỏi đặt ra ở đây là bạn có đủ can đảm không? Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!